Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà ở hẻm 119 đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Chính là căn nhà này nha. Nhà chúng ta có vị trí rất đẹp, nó là căn góc hai mặt hẻm nha. Đó, và nhà chúng ta thì nằm ngay trường tiểu học An Lạc 2 nha. Đó. Đó, ngay cái xe hơi đang đậu kia chính là trường tiểu học An Lạc 2 nha. Thì từ vị trí đó chúng ta đến nhà chúng ta khoảng 10 mét thôi. Đó. Con hẻm cách nhà đây là khoảng 6 mét thôi. Và phía trước này sẽ là hẻm 4 mét rưỡi 5 mét. Hướng này thì có cái chợ tạm Phùng Tá Chu này. Nhà chúng ta đây ha. Thì nhà chúng ta hiện trạng là nhà cũ nên là tiện lợi cho các anh chị mua về để sửa chữa hoặc xây mới nha. Vị trí quá ok nha. Đấy. Thì vị trí là chúng ta nằm gần ngay đường số 7 cũng như đường số 4 ha, ngay khu tên lửa đó. Đây là chúng ta đây nha. Thì căn nhà chúng ta có diện tích bề ngang là 4 mét, chiều dài là hơn 10 mét nha. Tổng diện tích đất được công nhận là giấy trệt là 40,1 mét vuông. Diện tích sàn của chúng ta là 88,4 mét vuông. Thì trên lầu đó chúng ta sẽ được tính thêm cái ban công này nè. Cái ban công này 8 tấc thì cũng được tính luôn nha. Đó, nên tổng diện tích sàn chúng ta là 88,4 mét vuông. Đấy, nhà chúng ta là nhà cấp 3, một lầu đúc thật, đúc bê tông cốt thép nha. Đấy, nhà là hướng chấn đông. Giấy tờ thì có sổ hồng riêng hoàn công. Và giá bán cho căn nhà này thì chủ nhà kêu bán với mức giá là 4 tỷ 280 triệu. Và còn bớt chút lọc, chút xíu lọc tân gia nha. Đấy, cái giá này giá quá ưu đãi rồi các anh chị. Vị trí con hẻm này, mình có cửa hông này ha. Đó, nhà chúng ta đó là căn góc hai mặt hẻm. Thì ở đây anh chị nào mà xây mới là chúng ta sẽ xây được một trệt hai lầu mái che thang nha, tức là một trệt hai lầu sân thượng đấy. Đó. Thì nhà cũ này nên tiện lợi mình. Và nhà chúng ta là lầu đúc thật nha, bê tông cốt thép trên lầu đây. Đây, cái ban công này thì chúng ta là phải công nhận luôn ha. Đó, ban công này. Đó, vị trí chúng ta ha. Nhà cái nhà đây. Đó, xe hơi nha. Đó, ok ha. Rồi, ok các chị nha. Thì đối với căn nhà này chúng ta xem sơ qua vậy thôi. Quan trọng là vị trí của căn nhà là quá tuyệt vời các anh chị. Nó là căn góc hai mặt hẻm nha. Hẻm bên hông nhà là 6 mét. Và vị trí căn nhà thì nó nằm ngay trường tiểu học An Lạc 2 nha. Đó, gần ngay chợ cây Gia Xà mới cũng như là đường số 7 khu Tân Lựa. Rồi thì anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Sơn để đi xem nhà và giao dịch trực tiếp với chủ nhà nha. Giá bán cho căn nhà này thì chủ nhà kêu bán là 4 tỷ 280 triệu, và còn thương lượng ít, thương lượng bất lọc thôi. Rồi anh chị quan tâm thì liên hệ với Sơn nha. Số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Anh chị nhớ bấm nút đăng ký bên dưới nha, để tiếp tục nhận được video mới nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.